hai cái bác này là bác ấy đi hát rong đó. Đây là ngã tư đường Nguyễn Lâm và đường Bà Hạt. Phía ngoài kia là đường Trần Quốc Toản đó các bạn. Bây giờ đó là cái đường 3 tháng 2. Và Thuận Dương đang có mặt ở đây là cái khu vực chợ Nguyễn Tri Phương. Đây là tượng vua Quang Trung đây các bạn. Mình sẽ quay một vòng quanh cái khu vực này cho các bạn coi nhé. Bên khu vực vòng xoay này thì họ bán hàng Tết rất là nhiều, như các cái sạp này chủ yếu là họ bán đồ trái cây. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái khu vực chợ Nguyễn Tri Phương nhé. Đắt hàng nhá. À rồi, cảm ơn em. Đi quay chợ Tết ạ. À, đây bán bông. Bán vé số. Các quầy bán đồ khô Tết. Ở khu đây là bán trái cây các bạn. Rất là nhiều các loại trái cây Tết đây. Đây đang ở chợ Nguyễn Tri Phương các bạn. Rồi bán trái cây chợ Nguyễn Tri Phương rất là tươi. Đây, để bán tôm khô vừa tươi, tôm khô Trà Vinh, Cà Mau. Đây là cái đồ cúng ở báo là năm chín đây cho qua nhờ chú Huê chú ơi. Tết ở Việt Nam này, đây là bán các cái đồ khô, cá bóng, hạt sen. Cái đó cây, cậu tính là đừng biết cây thôi, cây này nhiều. Cũng mẹ bằng giá. Cửa hàng bán đồ khô rất là đắt khách ạ. Đến đây bán đồ khô đấy các bạn. Lấy đồ
là má con hỏi má ra má đi đón má rồi. Đâu em lấy luôn 200 đồng một bao nghe, một bao sẵn cho rồi. Cua này là bánh rau các bạn. 12 ngày một bó không? Đây củ kiệu. Khu này là chợ, khu này bán rau á. Rau củ kiệu. Đây là bán bông 20.000 một cặp. Đây có cái đồ phải là củ. Ở đây bán đồ ăn. Khu này có bán đồ ăn. Ở chợ Nguyễn Duy Phương có nhiều tiệm bán rất là đông. Bánh ướt tắc tròn 200.000 ký của bạn. Đây họ bán các cái đồ bán đồ khô. Tôm khô, mực khô, mực mực nắng, cá khô sặc. Đây cá khô phần, xương ớt, trứng. Chợ ngày Tết thì có lẽ là ai cũng muốn mua những các cái đồ để về ăn Tết, măng khô, nấm. Cô cá mực, tôm đất. Đây bán các cái đồ ông táo, cúng ông táo về trời. Khác em hai bộ đồ, bộ trẻ, bộ già, quân. Nam á. Các cái phong bao lì xì rất là mới kìa. Đây có ông táo à? Còn ông táo chưa về trời còn ở đây. Ông táo này. Đây là bán cái giày dép đúng không? $910.572 đi con. Đây bán quần áo. Con cá 100% là mấy xe rồi. Cái nào lấy con? Lớn là bằng cái hộp.